Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thanh Điều DA, cộng đồng chuyên chia sẻ của các dự án IDO, các dự án Roboti, các dự án IO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật tiếp tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ được với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ với chuyện alop của dự án Lipper. Tham gia dự án hôm nay thì các bạn cần vào link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn nút start để chat robot. Tiếp theo chúng ta sẽ mở các kênh mạng xã hội ra, chúng ta mở kênh Twitter này, mở kênh liên kết CryptoTown, mở bài đăng iRob CryptoTown và chúng ta sẽ join vào kênh Telegram của CryptoTown nhé. Ta cho kênh iRob in ra, join vào group của dự án này. Click here to proper. Rồi chúng ta nút check, chọn join group, chọn đi tên, chọn don. Follow Twitter, like và retweet lại bài đăng. Ở đây mình đã retweet rồi. Chỉ CryptoTown chúng ta follow anh em nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ copy link của CryptoTown, like, chọn close tweet, thêm link vào phần comment và chúng ta sẽ nút tweet. Sau đó chúng ta mở phần view này. Lát nữa chúng ta sẽ dẫn lại link. Các bạn mở vào phần profile. Trong phần này thì các bạn sẽ copy phần profile link cho mình. Địa chỉ V20 các bạn dùng VETH ở trên chất Connect hoặc MetaMask, chúng ta copy phần địa chỉ VETH xong quay trở lại con test vào, chọn đôn. Retweet link, chúng ta chọn tweet MNI. Chọn phần thời gian bài đăng và sao chép phần link và chúng ta paste phần retweet link phía dưới đây. Cuối cùng các bạn sẽ có link dev bằng cách chúng ta vào phần dev phần link. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ hành trình iLoop của dự án Lipper. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.